là cách khắc chế khi đối thủ liên tục nhìn vào mắt để đoán hướng di chuyển của mình. Đôi chân nhanh thoăn thoắt cùng với những pha chạm bóng liên tục khiến không ai có thể đoán trước được anh ấy sẽ làm gì. Hai anh bạn làm ma này không khác nhau là mấy. Cứ để bị sợ hãi như vậy thì khi nào mới hết phải làm ma đây? Giả vờ như truyền bóng cho ai đó rồi chạy chỗ, kỹ thuật qua người này giúp vượt qua những đối thủ theo sát bước di chuyển của bạn. Đừng vội vào lấy bóng để bị làm nhục như thế này. Một pha sợ hãi rồi bứt tốc, tiếp tục là một pha sợ hãi ngoặt vào trong, chuyển hướng giả sút liên tục. Những động tác giả của anh ấy khiến cho hai đối thủ không khác nào những gã hề. Kylian Mbappe khi xem có lẽ cũng phải rén với pha bứt tốc này, chạy một mạch qua mặt 4 cái bóng áo trắng rồi đặt lòng nhẹ nhàng vào góc xa, quá dễ dàng với tiền đạo này. Không biết phải gọi kỹ thuật này là gì, đảo tay chăng? Cầu thủ số 11 này chắc chắn sẽ phải cẩn thận với những pha va chạm tiếp theo đấy. Đây có phải là đệ tử của Ricardo Quaresma không? Neymar bị sợ hãi sẽ như thế nào? Giả sút đánh lừa người thứ nhất, anh ấy chỉ cần copy lại vượt qua người thứ hai. Làm thế nào để khiến đối thủ loạn choạng rồi ngã lăn ra khổ sở chỉ với một cú giả sút như vậy? Những động tác nhớ thân người, động tác giả liên tục của anh ấy khiến đối thủ phải nằm đất, đồng đội còn phải ôm đầu vì quá điên rồ. Vô lê bằng kỹ thuật Rabona từ ngoài vòng cấm, một cú sút mà Ronaldo hay Messi cũng chưa từng thực hiện được. Danh hiệu cầu thủ tội nhất hôm nay. Để đối thủ lừa qua hai lần liên tiếp như vậy, quả là một ngày đen đuổi với anh ấy. Quá tam ba bận là đây, một lần không được thì hai lần không được thì ba lần, ba cú ngã bàn đèn liên tiếp cuối cùng cũng thành công. Cú đá phạt trên bãi biển này đẳng cấp không khác gì những cú đá phạt của Messi trên sân cỏ. Một tình huống xin 60k của cầu thủ này, các đồng đội của anh ấy đang không tin vào mắt mình. Việc dễ không làm, phải làm việc khó mới chịu. Đường cong quá hoàn hảo được vẽ ra, cú sút phạt này chắc chắn là một trong những cú sút có quỹ đạo dị nhất chúng ta từng được xem. Phòng thủ như vậy rồi mà còn ghi bàn được, anh ấy nên mang quả bóng về và chơi một mình thì hơn. Nếu cứ đi bóng như vậy thì tôi chỉ còn cách túm chân anh lại mà thôi. Đây là cách Erling Haaland sút bóng. Các hậu vệ ngoại hạng Anh mùa tới sẽ phải dè chừng với tiền đạo trẻ này đây. Anh ấy thi đấu như đang chơi đùa với đối thủ vậy. Lukaku ư, thể hình thì đúng nhưng mà kỹ thuật thì chắc chắn là không giống rồi. Nhận bóng, cú sút, bóng đã bay ra khỏi khung hình rồi lại rơi vào lưới một cách rất lạ lùng. Tất cả đã nằm trong tính toán của anh ấy rồi. Anh này không có một chút nào là tôn trọng phụ nữ cả. Thấy đồng đội bị đối phương làm nhục là phải trả thù cho đồng đội ngay. Philippe Coutinho dù phong độ có đi xuống nhưng mà đẳng cấp của anh thì không phải bàn cãi. Những phút cuối trận rồi, pha ngã bàn đèn quá đẹp mắt đến từ vị trí thủ môn. Sau trận đấu, anh ấy nên thử sức ở vị trí tiền đạo ngay lập tức. Khi bạn muốn chơi bóng rổ, nhưng bố mẹ lại bắt bạn chơi bóng đá. Qua người không thành công, rồi để đối phương sợ hãi hai lần. Không còn gì nhục nhã hơn cho anh chàng này. Tất cả đều hay cho đến khi bóng đi ra ngoài. Có lẽ đồng đội sẽ hỏi thăm anh rất nhiều. Khi mùa giải kết thúc, mắt gai không phải tập luyện thì sẽ làm gì? Không biết fan CR7 nào đã nghĩ ra kịch bản này nữa. Đáng khen cho óc tưởng tượng phong phú của người đó. Bạn hỏi tại sao tôi béo ư? No salad. Khi bạn không tin vào công nghệ VAR, đây là công nghệ phát hiện việt vị chạy bằng cơm. Chú chó này sẽ là nhân vật xuất sắc nhất trận đấu, một pha cứu thua quá tuyệt vời.
Người hâm mộ rất muốn có được áo đấu từ các cầu thủ đội nhà, trừ cầu thủ này. Phải chăng đây là Neymar thời còn đi học? Không biết fan Ronaldo khi nhìn thấy tình huống này sẽ nói gì nữa đây? Argentina, tiền đạo cánh phải, Paris Saint-Germain, Messi rồi. Ôi không, còn gì thất vọng hơn đâu. Khi Ronaldo gác Coca, còn bạn thì không. Cảm ơn CR7 đi chứ còn gì. Đây là Cristiano Ronaldo, nhưng là phiên bản giữa nước. Trước trận đấu phát biểu muốn trả thù Real Madrid, cái kết. Thất bại ở đâu, đứng lên ở đó. Lần thứ nhất không thành công, nhưng mà lần hai anh đã thành công ghi bàn, nhưng là ghi bàn vào lưới đội mình. Bố xem con tập luyện, nhưng con làm bố thất vọng quá. Không biết họ đang đá bóng hay đánh nhau nữa đây. Đây chắc chắn là kỹ thuật giả sút đỉnh nhất mọi thời đại. Nếu ai đó thắc mắc Spider-Man có chơi đá bóng không, thì anh ấy đang mặc áo xanh và đi giày đỏ. Đúng là không có cách nào để vượt qua anh ấy. Vừa rồi chúng ta đã cùng được xem những tình huống bóng đá hài hước nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe cho kênh chúng mình để luôn cập nhật thông tin mới nhất về bóng đá thế giới nha.